tôi chọn cái quyết định đấy là tôi chỉ cảm thấy chơi vui thôi. Nhưng đó là một cái mà sai lầm. Cho đến hiện tại bây giờ tôi cảm thấy cái từ vui vẻ của người ta, đến bây giờ mình mới cảm nhận được là từ vui vẻ đấy mình phải trả giá một cái là rất là cao. Khi mà trò chơi lên sóng thì tôi nhận được rất là giận dữ từ câu lạc bộ chủ quản. Rồi tôi phải nhận hậu quả. Câu lạc bộ chủ quản sẽ ra án phạt tôi là ít nhất phải 2 năm. Xong rồi đấy là tôi bị loại khỏi đội tuyển U18 Việt Nam. Lúc đấy bản thân tôi cũng cảm thấy rất là hoảng sợ vì một có như gọi là một cái gì đấy đè nặng lên bản thân mình. Tuổi 18 của tôi thì tương lai rất rộng mở. Nhưng mà vì cái hậu quả đấy của tôi nhận ra thì tôi tự trượt ngã đi bản thân của mình. Và khi đội U18 đi thi đấu, bản thân tôi ngồi xem TV, xem đồng đội thi đấu thì tôi cảm thấy rất là buồn. Đáng lẽ ra tôi là một trong những gương mặt được thi đấu trên sân chứ không phải là phải ngồi ở nhà xem TV. Đó là một cái nỗi đau mà để tôi chấp nhận, để tôi xem lại bản thân mình và trưởng thành hơn. Người ta gọi tôi là ngựa trứng thì tôi nghĩ cái câu đấy thì cũng một phần đúng hoặc là một phần không đúng. Tại vì với tôi thì mỗi người nó đều có một cá tính riêng. Nhưng mà với tôi thì cá tính thì đấy là việc ở ngoài thôi. Còn quan trọng của tôi là thể hiện ở trên sân cỏ. Trong năm 2019, khi tôi nhận được giấy giảm án để được quay lại thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, thì người đầu tiên gọi tôi để quay lại chơi bóng đá đấy chính là một người thầy cũ của tôi, người thầy mà hiểu tôi nhất. Đấy là thầy huấn luyện viên Vũ Hùng Việt. Thầy ấy mời tôi về Quảng Nam và khi tôi đồng ý thì tôi cảm thấy rất vui mừng. Đấy là một cái cơ hội là mình phải nắm bắt, thật sự rất nắm bắt nó để mình bước tiếp đến con đường sự nghiệp của mình. Thứ nhất thì đấy, vì đây là học trò cũ của tôi. Thứ hai là tôi muốn đội hình của Quảng Nam trẻ hóa đội hình. Vì cái thời điểm đấy Quảng Nam là một trong những đội có tuổi trung bình lớn nhất giải. Và tôi cần Hồng Sơn ở cái vị trí tiền vệ trung tâm có sức trẻ. Khi ở Tam Kỳ Quảng Nam thì tôi được thầy nhắc nhở và chia sẻ rất là nhiều. Tại vì tôi xem thầy ấy cũng như là một người anh, một người đi trước của mình. Đúng thật, Hồng Sơn, cái tính Hồng Sơn phải nói là rất thẳng và rất là cá tính. Cậu ấy không vừa ý một cái gì là có thể là cậu ấy lổi xung lên ngay. Do vậy là tôi cũng đã nói chuyện với Hồng Sơn rất là nhiều, từ trong sinh hoạt lẫn trong thi đấu. Bản thân Hồng Sơn cũng đã từng thi đấu mà dính rất nhiều thẻ đỏ, mà ảnh hưởng trực tiếp đến đội bóng. Do vậy là tôi cũng đã từng gặp và gọi Hồng Sơn chia sẻ và khuyên bảo cậu ấy rất nhiều, và cậu cũng nhận ra những điều ấy và cậu đã thay đổi mang chiều hướng tích cực hơn. Tài liệu về V-League 2019, khi mà tôi được biết ngày mai mình được điền tên vào danh sách thi đấu đăng ký với Hoàng Anh Gia Lai thì cảm xúc của tôi rất là lo lắng, vì trong một thời gian gọi là mình mất tích, mình được quay lại, không biết mình được thi đấu, không biết mình thi đấu có được như trước hay không, hoặc là cái phong độ của mình nó sẽ như nào. Khi mà trước khi nhắm mắt thì đi ngủ thì em bảo thôi mọi thứ cứ để diễn ra. Sau 90 phút của ngày mai thì mới biết được cái là phong độ của mình sau gọi là khoảng 2 năm. Đó là một trận đấu rất tuyệt vời của tôi và đồng đội. Khi mà đội của tôi giành chiến thắng 2-1, nhờ vào đồng đội mà tôi đã có chiến thắng đầu tiên tại V-League. Đến bây giờ, hiện tại bây giờ thì trận đấu đấy thì với tôi thì không bao giờ quên được. Khi mà được quay lại thì bản thân tôi được thi đấu rất là nhiều trận. Bản thân tôi nhận được rất từ nhiều khen chê, từ nhiều người đàn anh đi lớn hoặc là thầy có cái những cái chia sẻ cho mình để mình rút kinh nghiệm và mình trưởng thành hơn. Tôi luôn
lắng nghe và học hỏi để làm sao cho bản thân mình nó có một cái đa chân nó hoàn thành. Khi mà Quảng Nam xuống hạng, bản thân tôi cảm thấy rất là buồn và có một cái gì đó làm cho khán giả Quảng Nam thất vọng. Không phải là xuống hạng, không phải là do một mình tôi hay là một đội bóng. Nó gọi là một quá trình, hoặc là bọn tôi nó không có may mắn ủng hộ. Khi mà hết hợp đồng cho mượn ở Quảng Nam, tôi lại có một cơ hội tiếp là tôi lại được quay về đội bóng số 1 Việt Nam, đó chính là Hà Nội. Cơ hội này nó là thách thức của tôi, thách thức tôi rất là nhiều. Tại vì ai cũng biết ở đội bóng Hà Nội này là có rất nhiều cầu thủ đàn anh trước của mình, rất là tài giỏi mà mình phải đáng gương để mình phải học thêm. Với thời điểm hiện tại, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đáp ứng được tất cả những gì mà ban luyện câu lạc bộ Hà Nội yêu cầu. Và tôi hy vọng những gì mà tôi cố gắng sẽ được ban luyện Hà Nội điền tên vào danh sách đăng ký V-League 2021. Mục tiêu của tôi bên cạnh Hà Nội thì cuối năm tôi còn SEA Games, thì tôi hy vọng huấn luyện viên Park Seo để ý đến tôi và tôi được điền tên vào danh sách để đi tham dự. Và tôi hy vọng cái SEA Games đấy là cũng là một cái sân chơi để tôi tỏa sáng. Tôi là Nguyễn Hồng Sơn, cầu thủ câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.